chào các bạn nhỏ. Các bạn ơi, hôm nay cô trò chúng mình cùng nhau tạo hình các con vật nha. Chỉ cần vài cái nắp chai nhựa và một ít giấy màu vụn thôi là mình sẽ có được những con vật nhỏ nhắn xinh xinh rồi. Nhớ chuẩn bị thêm kéo hồ dán viết lông đen nữa nha. Cùng thực hiện với cô thôi nào. Đầu tiên là cô Ngân sẽ dán những nắp chai này lên những mẫu giấy mà cô Ngân đã cắt sẵn. Kích thước mẫu giấy thì tùy ý nha các bạn. Xong cô Ngân sẽ lần lượt tạo hình cho các nắp chai này thành những con vật đáng yêu nè. Các bạn quan sát và thực hiện tiếp cùng cô Ngân nha. Một chú chim nhỏ nhắn xinh xinh đã được thực hiện xong. Các bạn xem tiếp theo cô Ngân sẽ tạo hình con vật gì nha. Màu xanh lá cây này là chú ếch cốm nè. Màu đen mà có nhiều chân như vậy thì chắc chắn là bạn nhện đen. Theo nữa là cô Ngân sẽ tạo hình một chú cá vàng nha. Đố các bạn biết con gì kêu meo meo? À, thì ra là cô Ngân đang làm một con mèo. Bạn ơi, con gì thì bay đi hút mật? Là ông vàng chăm chỉ phải không các bạn? Phần trang trí này, bạn nào có bút lông màu thì mình trang trí thêm một xíu cho đẹp hơn nha. Còn không trang trí cũng không sao, vẫn đẹp luôn nè. Cô Ngân vừa hoàn thành xong 7 con vật từ những nắp chai đó các bạn. Những mẫu giấy có gắn những con vật như thế này mình để trang trí bàn học cũng đẹp, mà làm đồ chơi gọi tên các con vật cũng hay lắm đó các bạn. Các mẫu tạo hình này dễ thương quá chừng, mà thực hiện cũng đơn giản nữa nè. Cô Ngân chúc các bạn tạo ra thật nhiều các con vật đẹp hơn nha. Bây giờ cô Ngân xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.